Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin dân phản đối đảng làm sai có được lắng nghe hay lại bị bỏ tù. Tôi bị chỉ trích hàng ngày và nhờ đó mà nước Mỹ lớn mạnh. Đó là phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama trước hàng nghìn cử tọa tại Hà Nội vào sáng ngày 24 tháng 5 năm 2016. Nay dường như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam cũng có quan điểm tương tự với ông Tổng thống Obama khi phát biểu rằng nếu đảng làm sai thì dân phải phản đối để mà xử lý những anh làm sai. Đây là hình ảnh tôi bị chỉ trích hàng ngày nhờ đó nước Mỹ lớn mạnh. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phát biểu như vậy. Lúc đương thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng nói nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình chính phủ. Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ. Từ Chủ tịch nước cho đến giao thông viên cũng vậy. Nếu không làm được việc cho dân thì dân không cần đến nữa. Và cái quyền đuổi chính phủ này cũng được hiểu là quyền của người dân, tức là ông chủ đuổi đầy tớ. Nhưng từ thời Dân Chủ Cộng Hòa từ năm 1945 cho đến nay, đã 75 năm qua, người dân vẫn chưa biết đuổi đầy tớ bằng cách nào khi mà người đầy tớ không làm được việc cho dân. Chính vì thế mà các nhà hoạt động đã bày tỏ ý kiến nghi ngờ thiện chí của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng khi tiếp xúc với cử tri các quận trung tâm thủ đô Hà Nội vào hôm 12 tháng 10 cũng cho rằng dân được giám sát hoạt động của Đảng, của Chính phủ, của Quốc hội và cả hệ thống chính trị. Nếu làm đúng thì dân ủng hộ, nếu làm sai thì có những cái góp ý kiến, nếu làm hư hỏng thì dân phải phản đối để xử lý những anh làm sai, làm hỏng đi. Liệu người dân có dám đóng góp ý kiến cho Đảng khi đã từng có nhiều người bị tư tội chỉ vì công khai phê phán Đảng hay không? Bác sĩ Đinh Đức Long, một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ bỏ Đảng khi trả lời với đài FA từ Sài Gòn hôm 13 tháng 10 đưa ra nhận định như sau. Ông Trọng là nhà dạ chính trị lão luyện, câu nói của ông rất khôn ngoan. Tôi nghe nó phảng phất như ngày xưa bên Trung Quốc có trăm hoa đơn nở thời Mao Trạch Đông, sau đó đến thời Đặng Tiểu Bình có bức tường dân chủ ở Bắc Kinh, cho mọi người góp ý phê phán, nhưng sau đó những người phê phán thường bị bắt hết. Đó là một cái kế để xem ai phản đối, nguy hiểm thì ông phát hiện được và bắt luôn. Thứ hai là ngay trong nội bộ của Đảng, rất nhiều người làm sai phải sợ vì ông có lý do để trừng phạt. Nói về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay từ thời ông Hồ Chí Minh còn sống, có luật sư Nguyễn Mạnh Tường góp ý sau cải cách ruộng đất thì bị cách hết chức vụ, bị gạt ra ngoài lề xã hội. Cuộc sống bị đảo lộn gần như là đi chùa, đi tù tại gia, con cái không thể xin việc. Mời người ta góp ý xong thì bị đối xử như thế, còn thời gần đây có tướng Trần Độ góp ý xong đến chết vẫn còn không yên. Đây là hình ảnh vào hồi tháng 8 năm 2002 tại đám tang tướng Trần Độ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có gửi vòng hoa và ghi rằng vô cùng thương tiếc Trung tướng Trần Độ dưới đề Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì lập tức bị các nhân viên an ninh bắt ghi lại là ông Võ Nguyên Giáp viếng ông Trần Độ thì mới cho đăng ký vào phúng viếng. Lý do là ông Trần Độ đã từng đề nghị đa đảng. Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng còn bày tỏ hy vọng cử tri sẽ tiếp tục giám sát, theo dõi, góp ý kiến phản ánh kịp thời như thời gian vừa qua để có thể giữ vững cơ đồ của Đảng. Ông Lê Văn Cuông, nguyên phó đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khi trả lời đài FA cho rằng những ý kiến quan điểm khác nhau là bình thường, đó là phản biện xã hội của cơ chế dân chủ. Theo ông Cuông, đa số nhân dân góp ý mang tính chất xây dựng rất tốt với Đảng, rất trân trọng. Tuy vậy, ông Cuông cũng cho rằng bên cạnh đó cũng có những thế lực thù địch luôn có ý đồ không tốt đối với chế độ cũng như đối với Đảng. Ông Cuông nói tiếp, thông qua ý kiến của người dân thì Đảng mới nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của dân. Trong cương lĩnh cũng như trong chương trình hành động phải gắn với tiếng nói của nhân dân. Mục đích cuối cùng của Đảng là phục vụ nhân dân, cho nên giữa Đảng với dân phải có sự gắn bó mật thiết. Và Đảng lấy dân làm gốc để xây dựng chính sách phục vụ dân dân. Tuy nhiên, theo bác sĩ Đinh Đức Long, ông Trọng nói như vậy với tư cách là một đại biểu Quốc hội, với tư cách là một tổng bí thư đứng đầu Đảng. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam không có luật về Đảng thì không có cơ sở pháp lý để người dân đóng góp ý kiến. Ông Long nói tiếp, ông Trọng từng nói những người đòi đa nguyên, đa Đảng, đòi tam quyền phân lập, đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là những kẻ bất thảo. Nhưng ngay ông bạn vàng bốn tốt của ông là Trung Quốc,
tuy độc tài nhưng có chín đảng. Vậy những kẻ đó là bất hảo hay sao? Ông Toàn chơi với bất hảo hay sao như vậy? Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đảng này hiện nay đang hoạt động ngoài vùng pháp luật, không có luật, mà theo như ông Trọng nói thì cương lĩnh của đảng đứng trên hiến pháp. Và nếu không có luật thì người dân góp ý trên cơ sở nào đây? Câu hỏi cũng được đặt ra. Vậy nói đảng sai hay đảng đúng thì phải theo luật chứ? Cũng hay theo cảm tính của ông Trọng, thích thì bảo đúng, không thích thì bảo sai. Những điều ông Trọng nói đều không có cơ sở pháp lý nào cả vì không nói theo quan điểm luật pháp để mà có thể thực hiện được. Hay người góp ý sẽ không bị trừng trị nếu như ông Trọng muốn. Mặc dù người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam khuyến khích người dân góp ý kiến, thậm chí là chỉ trích những việc làm mà chính quyền cho là sai trái. Tuy nhiên, nhiều năm qua, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bắt giam hàng trăm người dân với cáo buộc chống phá nhà nước, trong khi họ chỉ lên tiếng vì dân, vì nước. Điển hình như trường hợp nhà báo Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, ông Lê Hữu Minh Tuấn, thư ký của hội đều bị bắt vào năm 2020, hay ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập cũng bị bắt vào năm 2019. Nhà báo Phạm Lân Trang thì bị bắt vào ngày 6 tháng 10 năm 2020 và còn rất nhiều những người nữa. Cũng theo người bảo vệ nhân quyền thì số tù nhân lương tâm hiện bị giam giữ có thể lên tới hơn 260 người. Đây là hình ảnh một số tù nhân lương tâm bị bắt giam gần đây tại Việt Nam, tất cả đều là các nhà báo tự do lên tiếng phản biện chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà báo Độc lập Nguyễn Ngọc Già, một cựu tù nhân nhân quyền, khi trả lời đài FA vào hôm 13 tháng 10 cho biết ý kiến của mình như sau. Thông qua câu nói của ông Trọng, tôi thấy thứ nhất là về hiến pháp đã được quy định tại điều 4 là Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với dân, phục vụ nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân. Còn về luật pháp thì cũng có các văn bản luật pháp cho tới luật hình sự đều quy định những gì sai trái đều phải được xử lý về quy định khác của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì cương lĩnh điều lệ cũng đã quy định những điều đảng viên không được làm. Như vậy, căn cứ vào những điều này thì cũng đã đủ để xử lý những đảng viên làm sai, gây hại cho dân, cho nước. Chứ không cần phải như ông Trọng nói rằng nếu đảng làm sai, dân phải phản đối để xử lý những anh làm sai. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già cho biết rằng phát ngôn vừa qua của ông Nguyễn Phú Trọng, thứ nhất là sai trái, thứ hai là nó mang tính chất kích động, xúi dục người dân, vi phạm hiến pháp, pháp luật và vi phạm luôn những cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Ngọc Già nêu ra dẫn chứng như sau. Giả sử một người dân nào đó muốn đi phản đối chung chung là như vậy, thì rất có thể dễ dàng bị quy vào tội tuyên truyền chống nhà nước và bị bắt và kết án. Lúc đó, ông Nguyễn Phú Trọng có chịu trách nhiệm hay không? Thêm nữa, phát ngôn này chứng tỏ ông Nguyễn Phú Trọng với tư cách là Tổng Bí thư, người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn không dám chỉ ra người làm sai. Ông chỉ nói chung chung như vậy thì thôi. Thì tại sao lại đi xúi người dân làm chuyện mơ hồ như vậy? Và như vậy tôi cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đang có dấu hiệu tự diễn biến, tự chuyển hóa, một biểu hiện mà Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kêu gọi cảnh giác. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, tác giả của quyển sách Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên đã bị đi tù vì nhận hối lộ và tham nhũng. Ngoài ra, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng từng nói dân chủ tào lao thì đất nước sẽ loạn. Thì tôi cho rằng câu nói của ông Trọng đúng là dân chủ tào lao. Tóm lại, theo nhà báo Nguyễn Ngọc Già, phát ngôn của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa vi phạm về mặt đảng, tức cương lĩnh, điều lệ và những điều đảng viên không được làm, vừa vi phạm hiến pháp, vi phạm pháp luật. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già cũng cho rằng đã đến lúc Bộ Chính trị cần phải coi lại phẩm giá cũng như cách làm việc của Nguyễn Phú Trọng trong tư cách là người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quyền con người không phải là mối đe dọa mà là nền tảng cho sự phát triển. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phát biểu trước hàng nghìn cử tọa tại Hà Nội vào sáng ngày 24 tháng 5 năm 2016 như thế. Chúng tôi vẫn có những vấn đề và vẫn bị chỉ trích. Tôi cam đoan với các bạn, tôi nghe những lời chỉ trích đó hàng ngày. Nhưng chính sức ép đó, những tranh luận cởi mở đó và việc đối mặt với những khiếm khuyết của chính quyền, chính mình và việc cho phép mọi người đều được có tiếng nói đã giúp chúng tôi lớn mạnh hơn, thịnh vượng hơn và công bình hơn. Tôi đã nói từ lâu, nước Mỹ không có ý định áp đặt thể chế chính trị của mình lên Việt Nam, nhưng những quyền mà tôi nói ở đây, tôi tin nó không chỉ là giá trị của Mỹ, mà là những giá trị có tính toàn cầu. Nó được ghi nhận trong tuyên ngôn của quyền phổ quát. Những quyền này còn được ghi nhận trong chính hiến pháp của Việt Nam rằng
công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin, quyền hội họp, quyền tụ tập và quyền biểu tình. Những điều đó nằm trong chính hiến pháp của Việt Nam. Và Tổng thống Obama đã phát biểu trước người dân Việt Nam vào hôm 24 tháng 5 năm 2016 như vậy tại Hà Nội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6 ngày 15 tháng 10 năm 2021 với bản tin Dân phản đối đảng làm sai có được lắng nghe hay bị bỏ tù. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin.